Luôn em, chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Hiện tại ngày thứ 8 anh em à. Thì đợt tiến quân tiếp theo của cái thù là bao gồm 3 cánh, hai nhánh quân 3 đầu lâu và một nhánh quân 2 đầu lâu anh em à. Thì ở đây có 4 loại quân. Thì có lẽ quả này tôi nên nâng cấp cái gọi là thấy được quân này ở đây. Để mình xếp đội hình đánh cho nó dễ xíu. Ok, để nâng cái này có 60 vàng à. À đủ mấy cầm thương à. Mấy cầm thương 22 con đúng không? Rồi. Kiếm tiền đi. Đây. Quả này chắc cho Yukimura đứng ở bên đây thủ được nè. Kiếm thêm một cái khiên Yukimura nữa. Và tân nâng thêm một xíu action ball. À, mu ball. Yuchi bên đây đi. Trận trước tốn quá nhiều mana anh em à. Quả này là gần như là Storm, gần như là kiệt quệ rồi. Phải có thêm một người yểm trợ Storm nữa. Bên đây đi. Đúng đây đi. Bên đây yểm trợ Yuchi đi. Còn một người ở đâu? Ở đây. Ok. Quả này phải hồi mana cho Storm. Hồi mana cho Storm. Hồi 24 mana rồi. Này hồi được 4 lần tính là được 48 mana luôn đấy. Ok. Đẩy lùi sương mù. Rồi. Còn một dân nữa thì hồi máu. Hồi máu đây đi. Đây xài máu. Đây xài máu để chơi chiêu Yuchi lên cấp. Yuchi tăng thêm đam. Mua mình Bubon rồi, chuẩn bị mát rồi, tăng thêm đam, đam xanh dương. Kiếm này cái kiếm Yuchi, kiếm đàng hoàng, kiếm này vẫn là kiếm trắng. Mua anh tầm nào. Physical đam. Lấy đi. Thì don quá nữa không ra gì lại tan. Vẫn đang đợi cái bung này, cái bung này thì lia lính nó dễ hơn. Đây là mỗi khi mà đánh dính hai thằng sẽ trừ 12% kháng. Trừ 12% kháng đam của một thằng ngẫu nhiên trong 6 răng. Này là không cài được vũ khí thứ hai nhưng mà đòn đánh sẽ cộng thêm 50% đam. Này cũng ngon. Cộng 15% né. 15% né và thêm 2 mu bon. Nâng cái gì nữa đây ta? Chắc cái này quá, không cái này không được. Cái này phải chém một lần 5 thằng trở lên mới ngon. À quên, quả trước mình tính nâng cái này. Thấy mình ngon mình mò. Quả trước mình tính nâng cái này. Cộng thêm một ba lô nữa, ok. Giờ kiếm thêm vài bình máu đi. Tiếp theo lát hớp cũng lên cấp. Lát hớp lên level 8. Hai người này cũng level 8 và Spica vẫn level 7. Storm level 8. Storm còn một xíu kinh nghiệm nữa thôi. Ok, lát hớp. Lát hớp quả này thì này bắn càng gần đam càng to. Này trừ đam tăng chính xác. Này là đang cộng không có cái nào cộng thêm multi hit. Cộng thêm một ba lô nữa. Và xài được thêm mỗi lần. Để tôi xem có cái này. Chắc cộng cái này quá. Cộng cái này đi. Kiếm thêm mấy cái sách phép cho lát hớp nã mầm vô cũng được. Thêm đam. Tính là lát hớp vô chỉ số đam hơi bị cao 80%. Cao nhất trong tem luôn. À không, thua Storm. Ý, cao nhất trong tem đúng rồi. Đù. Nhưng mà đây là support, cái tên anh bu support mà. Support này hơi lạ. Support này lạ quá. Tăng kinh nghiệm không? Vẫn còn 3 đêm nữa, vẫn còn hút được kinh nghiệm đấy. Rồi. Mày hai tay hay nỏ. Kiếm cái nỏ, trường nỏ nữa. Kiếm cái trường nỏ, bỏ cái này đi, ok. Kinh kẹt. Kinh kẹt level 4, cộng 2 movement. Tăng đam lan. Solation. Vi cá đang có cái này cộng thêm khả năng Solation cho vi cá. Mà cái đam lan này, chỗ này không phải đam lan, cái này mới là đam lan này. Đâm lan chặn mà kháng block Storm. Tôi hình như là Storm cài được hai cái chinh kẹt hả? Storm cài ok rồi. Này còn mỗi lát hớp Yuchi và Yukimura là chưa có chinh kẹt. Thì chắc là phải lấy cái này rồi anh em ạ. Cái gì đây? Trừ đam mà. Trừ đam hồn mana, còn 14 mana. Sao được mà. Wow.
Bỏ Sun Bolt lấy mana. Mà nó bị trừ 7% đam mà magic. Cái này mà không bị trừ 7% đam là ngon. Cái này mà không bị trừ 7% đam là rất ngon luôn. Cái này là giống ngồi thiền hồi mana lại à. Mà tên nào chắc limit mỗi tên chứ không phải limit mỗi đêm nữa. Là mỗi tên mình hồi được 14 mana. Đù, hấp dẫn như trời. Dẫn như vậy mà bị trừ 700 đam. Mà với lại chinh kẹt của Storm cũng đang bị full nữa. Mà bị re-roll cái đi. Này hai chinh kẹt này sao gỡ. Đúng không? Re-roll cái cũng được. Thì đây, hồi xàm luôn. Cộng thêm một rank skill. Cộng block. Tăng máu nhận vào, lấy cái này đi. Lấy cái này cho Yukimura cũng được, lướt cho nó xa xíu. Kiếm thêm khiên cho Yukimura nữa. Cởi giáp này đi chậm quá. Tăng số block. Bán cái giáp luôn đi. Kiếm một cái giáp cho Yukimura. Cộng rank skill, cộng chính xác, cộng né. Tôi không cần né. Solation. Cộng giáp. Tôi cần một cái áo giáp xịn cho Yukimura. Cái nón này thì giả nón này hơi ác. Cái nón này xì tôm à. Bro à, hút vô đi bro à. Mana. Momentum. Hút đi. Mình còn một cái nữa. Cái áo giáp cho Yukimura. Cái quần, cái nón. Khoảng 18% đam. Ác chiến vậy. Mười tám phần trăm đam. Lát hớp hả? Lát hớp cầm này là lát hớp là người sở hữu đam cao nhất team. Không re-roll được nữa. Chỉ có cái mũ này thôi. Chỉ số đam cộng vào cao nhất team chứ chưa chắc là đam cao nhất team nha. Đam cao mấy người kia. Đâu? Rồi. Storm đâu? Storm lấy này ra, gắn này vô. Này, này kiếm cái kiếm để kiếm cái áo giáp cho Yukimura nữa. Quá đủ phép. Á đủ hấp dẫn dưới trời. Cái này hấp dẫn lắm á. One hand nữa. Mua. Kiếm thêm mấy bình bình xịn xịn cho Yuchi nữa. Bình này xài được hai lần mỗi đêm. Xài 4 lần mỗi đêm. Cũng Sun Bolt 4 lần mỗi đêm. Limit một tên 2 lần. Cái này level 2 mà nó xịn đến cái level 3. Cái level 3 này xài được 2 lần chưa. Tại le nè. Nhân tay level 4 cộng 20 bolt. Storm. Cái này xịn hơn. Cộng được thêm 3 phát. Cộng thêm 20 bolt. Bị giảm rank skill. Khó chọn ác. Nó khó chọn lắm á. Re-roll cái nữa đi. Ai biết quả sao nó có đồ ngon hơn. Từ để cầm cái đồ phép mình vô cho Yukimura cho Last Hope. Bỏ cái cung rồi đi. Cầm từ để tôi kiếm thêm cái khiên cho bro nè. Kiếm thêm cái khiên với áo giáp. Đây cái cung này từ từ. Cái kiếm này là up hand. Rìu. Nó re-roll phát. Đây áo giáp à. Giáp cộng stun dam. Yukimura Yuchi sao từ. Yuchi trước đã. Yuchi thì cần số né. Rồi bên kia cần số giáp. Daily regen, daily nhận vào. Máu nhận vào. Chinh kẹt. Trừ 1 mobile cộng tầm bắn. Mana chí mạng. Stun chain. Cái này là cộng chỉ số block. Cộng chỉ 25 chỉ số block.
Mà khoan để tôi coi, quả này làm hậu cần hơi lâu xíu. Đây cần bình máu hơn là cần mấy cái khác, tại vì bên đây không có khả năng hồi máu lại trong giữa trận ấy. Tôi nghĩ là cần mấy bình máu hơn. Để cái áo giáp này cho Yukimura đi. Rồi. Giờ tôi đi săn đồ đỏ. Yukimura này đấy, ok. Kiếm cái kiếm xịn cho Yuki nữa. Để coi bài cộng sản cho mình cái gì đây. Hero bắt đầu với một chinh kẹt nữa ngon. Cũng được đấy. Tư bản giờ nâng chùm sao thôi chứ chắc không còn cái gì nữa đâu. Rồi ok. Đây đập hết rồi đúng không? Đẩy sương mù giờ rồi. Này là biết địch ở đâu. Hồ máu chứ không cần đâu nhờ. Ok, nâng thêm máu không? Nâng thêm máu không đủ dân. Thêm đợi một dân của xúc đồ đấy. Xúc đồ được đấy. Xúc cái đồ này đi. Ok. Cái khiên cộng mu ra, cộng skill rank, cộng 2 mu ở đây này. Cái này cho Yuki. Ôi Yukimura. Húp cái nón này vô đi bro à. Cái nón này ngon hơn nè. Không cần né đâu, Yukimura không cần né. Ai chưa có nón xịn không? Bán cái nón này đi. Bán cái nón này cùng luôn đi rồi. Chinh kẹt này, từ đó tôi chết lại lần nữa, tự nhiên tôi hay quên lắm anh em à. Yuki thiếu chinh kẹt, Yuki cần một cái kiếm với chinh kẹt. Last hope. Yuki kiếm đi, kiếm Yuki. Kiếm đi Yuki đã. Up hand cộng 3. Cái kiếm kia xịn hơn. Chỉ là thêm một cái khiên cho Yukimura nữa. Mana, 4 mana. Tôi nghĩ là tôi cần cái bình này đó. Bình này mới level 3. Storm đâu? Storm như chưa có bình gì đúng không? Storm chỉ có cái ngọc thép này thôi. Vậy mua cái bình mana trước đi. Mua cái bình mana này. Rồi. Reroll phát nữa. Hồ có búa. Cộng 2 skill rank. Cộng 5 lan. Quả sắt này cũng ok. Thêm bình mana nữa nè. Cái này luôn mua bài này đi. Chắc khỏi mua thêm cái khiên lấy cái búa rồi gõ cũng được. Cộng thêm chính xác. Cái búa này gõ cũng được. Cái giáp này sao? Mua cái này đi. Mua cái này. Chinh kẹt gì đây? Trừ 15 máu. Immune kháng tráng không? Rồi. Cái này là cho hôm nay. Cộng 2 skill rank ủi nó mát. Bên đây thì kiếm cái kiếm Yuki mà chưa kiếm được. Hôm nay vô đây. Bình mana vô đây. Cái ngọc này vậy. Ngọc này nó đánh 5 phép trời. Không bán được đến này không có level. Cầm bình mana vô đây. Rồi ok. Bán cái này. 170 vàng nữa. Nâng cấp cái này đi. Sản xuất được 2 lần đồ. Rồi. Ok. Rồi ok. 470. 440 hôm nay nâng mấy cái tường nhà cái. Còn 50 vàng đỡ đi. Đậu phộng mấy quả trước nó cứ đẩy vô đây này, nó phá được cái nhà tôi hơi khó chịu ngay khúc này. Quả này tôi xây đây luôn. Rồi. Chặn được nó vô xíu, coi như là có cái cảnh báo sớm. Cảnh báo sớm mấy con khốn nạn vô cắn nhà mình. Đây mất cái tường này, mất cái cửa nhà đây, mất cái cửa ở đây, hôm nay cũng mất cái cửa luôn. Đây sập rồi. Mày đi, phá này đi.
Vẫn chưa lên được tường đời 2. Đang khá là nghèo đây, sửa cái đống này nữa. Ok. Đây ổn nhờ. Đây chắc Yuchi chơi được. Yuchi chơi được. Yuchi đứng ở đây đi. Cái địa hình này để Yukimura gánh được nè. Cho tân binh này đẩy ra mấy cái chiến trường ác liệt không à. 611 máu. Tân binh cho ra mấy chiến trường ác liệt. Đây Vika. Vika thì đi với đứng đây đi bắn cũng được nè. Bắn hết không? Không bắn hết được. Tôi nghĩ là nên xây một cái hấp canh ở đây. Tại vì mấy cái nỏ này nó che mất tiêu cái tầm bắn cha rồi còn đâu. Ok. Nếu bro đứng đây bro bắn được. Được, được nguyên khúc bên đây. Còn cái tháp bên đây thì bắn được bên đây. Thêm cái tháp đây nữa. Ừ, chưa đào hai ba cái di tích này nữa. Vấn đề là mình đào thì mình không có dân để làm mấy cái khác. Mình để trôi luôn cũng được. Quán này có 80 vàng, 4 dân lấy 80 vàng. Phá luôn cũng được nếu như mà cần. Chứ bây giờ lấy 4 dân đào cái này không ngon. Rồi ok. Xây thêm vài cái nỏ ở bên góc bên đây đi. Rồi góc bên đây. Mình nghĩ là góc bên đây. Thì bên này nó đẩy vô mạnh hơn á. Nâng lên tinh nhuệ nè. Rồi ok. Yukimura thủ góc này với sự yểm trợ của Vika đứng đây đi. Đứng đây thì nó dễ bắn hơn. Co phá mấy cái cục khốn nạn này nè. Đó. Không lẽ not good bro luôn á. Này có cần chiến không? Ok. Canh phá cục này đi. Yuki đứng đây. Yuki đây cúp hào lâu với Yuki cân được. Cân không được thì lát hớp qua đánh phụ, lát hớp 12 Mubon đi qua đi lại cũng ok. Bắn không được xa lắm nhờ. Rồi Storm gọng khúc này tiếp đi. Bao lâu chi quân gì ổn ta. À bên đây hao lâu chứ chi cân được. Ok chắc mình chi cân được. Bên đây có đống xác này. Căng quá à, ta leo qua cứu rồi. Ok. Đêm thứ 9 bắt đầu. Trận chiến bắt đầu. Vào vị trí. Ôi tụi mày ơi đừng đẩy qua đây nha. Đây không có ai hết. Qua đây cũng không có nỏ luôn. Ừ tụi đẩy hướng này thì cũng ổn. Mình dồn qua đây có gì cũng chơi chi cũng dễ hơn. Rồi để phá mày chứ đã. Rồi. Chạy ra. Cái đồ quán gì mà nó không bể được chứ. Rồi. Cút. Phá này luôn đi. Hai đấm mà nó đi. Rồi chạy ra đây. Thằng này đấm xuyên block nè. Thằng khứa này đấm xuyên block nè. Nó ra giọng choáng nó. Tôi giọng choáng của đậu. Bùm. Chán được không? Có chán được. Búp block lên tiếp. Block 67 đam. Thằng nào đấm dưới 67 đam là cút hết. Đấm vô Yukimura là cút hết. Đây canh chạy qua đây bắn mấy thằng khứa lạc đàn nè. Mà cẩn thận đi ngáo là nó đập cho tét đầu. Bảy mươi hai giáp đúng không? Chịu được mấy này á. Đi láo luôn. Hồi đi láo cảm giác nguy hiểm vậy. Ta leo qua đi. Băng qua chiến địa. Vậy ok. Đó là bị mặt trận ở đây ổn. Bây đâu mình dích vô đây. Đây màn xương này che đây ổn nhờ. Hôm nay nó không đẩy qua đây thì nó đẩy qua đây. Thì phá con này trước đi. Ừ. Điểm danh chứ đã. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Đường nào chết là được. Ok. Này
chưa cần phải Armageddon nó đâu. 2, 3, 4. Đánh lan vô nè. Này khỏi khóa này cũng được chứ tôi nghĩ là nó không ảnh hưởng gì nhiều với trận đấu này đâu. Chịu đây. Búng tay. Ồ rễ đi vô búng nè. Cút. Cút. Lưu đây, tiết kiệm mana hết sức có thể rồi. Lưu ra được không vậy? Mình chắc lia được hết bộ này luôn á. Vô. Không chết được. Thêm cục đi. Cục này chắc chết rồi, cục này còn 400 đam. Vô thằng Runner nè, Runner nè. Ăn cái này vô mày, bước giáp lên. Lui đây. Quân nó là có thương rồi đúng không? Bọn này lỏng. Lỏng à, quên bút đam. Quên bút đam, quên cổ vũ cho Storm quẩy nữa. Storm gánh đa tăng được quá này, 55 máu à. Nên tele chạy không trời. Không sao, sao đâu. Mấy bọn này nó yếu rồi. Chi cái lưu chi em một cười đây không không nó đây nè 400 đam là có chi giờ mạnh rồi cút đi qua đây hơi màu mè xíu nhưng mà vậy nó mới mạnh được cút phê chưa rồi. Lưu đây. Ok. Chuyện địa qua đây góc hôm nay 3 người canh hôm nay chắc cũng ổn rồi. Bỏ đi tôi quay. Bỏ đông vui thế. Phá cục này nè. Cục này chắc là ảnh hưởng đến trận đấu. Đấm vô vị trí của Yukimura không xin nhơi. Đấm vô vị trí của Storm mất miếng máu. Storm nên lui ra khỏi chỗ đó hoặc là cút luôn. Này 7 acid ball. Một thằng chết. Có vision không? Vision bắn cục này nè. 400 máu à, 400 máu bắn gì này không xin dơi, bắn gì này hên xui. Ok. Cút. Quả đi book ready. Quả này tôi đã hán nó đang đâu, rất đông mụn hãng đấy. Cởi mất đam cũng được. Bọn dơi. Bọn dơi nó bay. Lưu đây. Tấm chán quần này thì tấm chán quần này đi lưu đây tạc hai tạc hai giọng khiên vô này giọng khiên vô này bật bờ lóc lên lưu đây mà húp thằng này thì nó đánh xuyên bờ lóc cũng mà 600 máu lượng muốn giết tao cũng hơi khó lưu đây mà húp chi cút chi giờ mạnh rồi mấy là cắt ké này dù chi gọt cái một không gọt được cái một thì gọt cái thứ hai mấy thằng dơi nó trâu đó đó tiếp đi ủa vũ khí ra mắt không quên rồi 1 2 3 4 điểm danh hay lên điểm danh cho nhanh cười thôi nó nhức mắt quá. Ôi điểm danh chậm cũng được, nhức mắt. Chết cha là bắn dính thằng yếu máu rồi. Ôi, nó chết luôn rồi. Sao rồi chưa phải lúc bắn Armageddon, cái này cũng ổn. Mình cút. Cút. Let's see bồ. Mấy nữa nâng thêm cái nhánh let's see bồ nữa. Này có nhánh let's see bồ. Ok. Chỉ có đánh 5 phép rồi đánh đủ phép rồi đánh kiểu rồi đánh đủ phép xong rồi mình đánh nỏ này mà tăng thêm đam và điểm danh gì sợ tụi nó chết đánh giờ điểm danh sợ tụi nó chết lắm một quả này húp á quả này húp ngon quá không tôi nghĩ là tôi búng tay đừng có phí mana nữa để đêm sau căng hơn búng tay được thì bốn búng tay được thì bốn hết rồi hết búng rồi
đang ray đấm này thông thường này, đây cây nè, đầy cây, đầy cây runner trước, chuyển qua đây cơ này ổn, qua đây xong Yuchi xong tiếp đi, cái góc bên đây nguy hiểm mà giảm chính xác với lại gì của nó rồi, mua bon nó rồi, nó muốn áp vô con đường cũng hơi lâu. Ổng vô Yukimura rất trâu, mặc dù không có hút máu nhưng Yukimura đứng giữa chiến trường vẫn làm cái gì đó. Ôi ôi từ qua đây trước đi, mày hơi ẩu rồi, hơi ẩu rồi, hơi ẩu. Giết được bọn này không đây, tráng vô đi, từ phải kìm hãm nó trước đã, mất hết đam luôn. À thằng này chưa chán nè, không chán nè, bọn dân này đông quá, bắn vô đây, vô đây xả ra đi, giảm áp lực, giảm áp lực, không giảm áp lực, không đấm không chết được. Hai thằng chết, ba thằng chết, này chắc nổ bắn chết. Muốn chạy đây, hộ Yukimura quả trước chỉ là tân binh nhưng quả này quẩy hơi căng, được quẩy được, không có mua bon. Bao nhiêu block? 43 block chịu được, mình chạy vô bắn. Ok, nó chỉ trường bên đây chắc là mình từng thành chứ là cũng bị đấm mấy phát, mà đây nên siêu ba mana thì tốt. 1 2 3 4 5 6. Rồi quả sau nâng thêm cái Lexiable nữa, bởi vì cái nỏ nhỏ này với lại cái đủ phép nó combo nhau rất mạnh, nếu như có thêm cái điểm Lexiable. Đang đây Spam mana đi cái laptop, kiểu ít xài mana quá. Spam mana đi giảm áp lực cho đồng đội. 1 2. Rồi bút down qua đây, dùng bút tay chích cũ nó bro à. Đây rồi, rồi tụi mày không có cái gì ghê ghê thì mấy mày bay này là cút hết rồi, giảm đam của nó, cút tay vào đây, xích qua đây đấm chết mày, lui đây, cút tay này. Ok, chết năm thằng, không chết được thằng này, mày phải chết. Yuchi tiếp theo là Yuchi, chi chạy qua đây, lướt vô đây chém sáo côn, quá lực, điểm danh. Ok, nhích qua đây, nhích qua đây rồi, còn gì nữa không? Không, mặt trận đây ổn, địa phương chính khá là ổn áp, nhưng mà đây chưa, ở đây cũng vẫn đang rất căng cái góc này. Ôi nó căng thiệt ghê, có che có elite luôn, đem người qua phụ rồi. Đây để tôi lấy lắc hớp qua dịch chuyển qua chi diện xíu. Oai đấm cái Storm hơi đau, nửa cây máu Storm rồi, sắp tương thanh bên kia, quân tụi nó vẫn chưa là đợt đẩy cuối. Ngoài tôi bỏ qua kia diện trước đi, từ bút đam đã cày vô rô đó, bên kia đang cần tôi, bên đây đang cần tôi, điểm danh tạo tới đây là điểm danh tụi mày. 1 2 3 4. Ôi đánh rồi, 1 2 3 4 5 6. Ủa chết luôn rồi, không ai mang gia đình ngon thì già ship thật. Được, quả nào không qua đó đi,
3, 4. Nó chỉ diễn tới nó khác biệt liền. Mày cút. Bắn nó bro ơi. Bước down qua đây. Chơi chưa? Xỉu mày ở xa nè. Giết này. À đù không chết. Winston. Xỉu mày run lên. Bắn chán này luôn quá, bắn chán ra đi. Pew. Rồi. Ổn nha. Cũng khá ổn đấy. Yukimura. Tấm quả chán. Chạy đây. Đây là cơ hội để dậm khiên. Bum mùa phê. Phê. Là gì vậy? Đâm 102 máu. Âu ra búp block cho mấy anh kia. Đây mình có 3 qua block. Đâm 112 máu. Búp block lên. Búp block lên. Vô đây mà húp. Từ lui ra đánh mày nè. Không có cương. Cương là chết. Không có cương thì sao nó cũng tin nhờ. Đừng có kinh địch. Storm bên đây. Từ lui giờ đấm mấy anh kia đã. Quả này chỉ tay vào đây trước. Để đam. Cút tôi quay. Giải tán đám đông. Đụng đụng đụng. Tên này vô đây. Tên này vô đây. Đâm chết này đi. Ờ không 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 không. Cần ơ quên mình có lan chéo nè, lan chéo. Ừ đúng vậy. Giết này, này chạy vô nổ bắn chết. Mà hai này sao? Lóc vòng qua đây. Búng tay. Thêm quả lan chéo đây. Storm đang down rồi đó. Phải cẩn thận xíu. Không chết bro à. Đi bút ra luôn đi, cho nó mất hết đam luôn đi. Rồi luôn 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 luôn. Ok. Yuchi. Yuchi cũng đang hơi phơi phơi. Mấy mấy khứa đâm đau ác. Đau nè, đau nè. Cút nè. Lụm qua đây. Lụm qua đây, đâm chết này. Chẹo đây. Đâm chết này. Ok. Chi vẫn đang gọi là quỷ diệt tem bạn. Cái này lên. Cái này lên. Vô đây. Còn một đợt đẩy quân của nó nữa. Bên đây nói chung là hai người vẫn lia được. Mặt trận bên đây thôi. Đây vẫn bên đây có tinh nhợ anh em ơi. Lên đi. À đù. Nó giờ khó chịu quá. Ok. Đấm vô vị trí của Yukimura. Đấm vô từng thành. Chọn cái xác không có đam. Bị hút hết đam rồi. Đánh bên đây trước đi. Đánh bên đây trước. Bên đây thấy quả dập khiên này ngon. Ai solo với này đây. Thằng này block cao nên đánh multi hit nó không ngon. Nó cộng 50 block. Ông ra rồi, ông ra nghĩa là mày có được hưởng không? Nếu mà mày không được hưởng thì chuẩn bị ăn một quả đạn vô đầu đi. 1.800 nếu chí mạng. 1.800 là nó đi. Để lại chí mạng là 49%. Ây da, 1.600. 1.600 là nó cũng đủ cút rồi, cút mày. Vào đây. Bắn này đi. Bắn này đi. Cút. Cút. Mày què rồi. Lùi ra đi. Mày chi chiến địa gọi là nguy hiểm quá mà đu. Bút đam cho Yukimura. Ủa hả, hồi nãy bút đam cho vi cá rồi. Này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chắc chém chết này luôn quá. Chết rồi thôi. Armageddon vô. Nói nghe nãy đập Armageddon trước. Bum. Bum. Quay dòng khiên bro ơi. Cái này kèo thơm bro ơi. Kèo này thơm. Kèo này rất thơm. Á đúng.
bên đây giáp nhiều, bên đây mấy cầm thương thì nguy hiểm á. Tại đóng xuyên block của mình. Tôi cũng có chọn thương này, chọn chết này luôn. Kinh dị. Tập chết được đi. Bắt này luôn. 53 block rồi. Uống máu vô. À, mấy này không có tin nhở chứ nó không giết được mình đâu. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi, si băm mana vô bro ơi. Này có lan chéo vậy? Không có. 1, 2. Ừ, giết nó đi. Để nó giảm áp lực bên đây cái. Này nó chết kiên rồi. Ừ, chết luôn. Wow, lát hớp giết hết bọn này luôn rồi. Đúng rồi, lát hớp đam rất to. Đam to nhất team. Cộng đam to nhất team. Rồi vũ khí trên tay cầm cũng đâu phải là yếu, cầm đồ đỏ mà. Storm. Tự nhiên support với lại tân binh thì cảm giác nó mạnh hẳn. Mạnh điên. Mày chắc lo được á. Để bút đi trước không? Để bút đi trước đi. Mày đánh từ từ thôi, nhẹ nhàng tình cảm thôi ha mana. Chỉ tay vô. Ok chưa? Rồi mày phải chết. Lưu đây. Cút. Phê. Điều bước ra tiếp. Ngồi quá tiết kiệm mana đi. Đấm mày đi. Đấm mày luôn. Bỏ quay quay. Ổn nha. Nghĩ nó thêm cái nữa nè. Rồi Yuki gọt xong bọn này xong Yuki qua gọt bọn kia là đẹp. Cút. Cút. Không không không, không đúng, không đánh nha, không đúng. Ray. Chọc kiếm Ray. Đây. Còn đây. Chém này cái. Cái lụi này cái. Give me more. Ok. Còn mana đi, quên xài này nữa. Rồi. Chịu được, chịu được. Ok rồi đấy. Liên cái bọn này nữa là đẹp. Đấm vô vị trí Yuki. À Yuki có Organic Armor hay gì mà không có giáp hả ta? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ồ tôi đẩy Organic Armor. Tính là 2-2. Yuki với là Yukimura là không có hút máu. Mà dám đánh Organic Armor cũng hơi hơi gọi là liều rồi đấy. Cái này lên. Hút cái này vô. Cút. Cút. Quả là tôi đang đợi chiêu cuối nè. Có cái boom nữa là ngon. Tại vì kiểu đam overkill ấy, nó bị dư ra. Nó lại không hay lắm. Mình có thêm cái boom nữa là đẹp. Đam nó lan qua mấy người khác mà mình sẽ đỡ bị tốn đam. Cái melee tụi nó cũng mạnh hơn. Đi bút đây. Rồi. Thạch vô đây. Mày đang đợi cái mana collector. Thằng này nó trâu. Trâu. Trâu hai cái ta là đốt cút. Trâu. Trâu trâu. Người tiếp theo. Luôn đây. Ray lát hớp. Lát hớp bắn Armageddon vô đây lần cuối. Bum, bum. Bán bán chân chủ. Đúng là cái DLC đấy mà tiền bắt cạo nè. Đã với Linh tôi không biết là phải bay to win không nhưng mà nhìn nó đã. Vấn đề là nó rất đã. Nó rất đã. Không, đam cũng đâu có to lắm đâu. Nên nếu mà nó bay to win thì cũng không đúng. So với quả trưởng Kame thì Kame nó đam cũng to hơn. Ok. Xong. Thằng này qua đây. Người cá tới chơi. Quy cá điểm danh. Quy cá điểm danh. Quay có tầm nhìn. Bắn rất đã. Cút.
này luôn. Rồi. Xong tụi mày rồi con. Kia đâu hai. Sự trở dậy của hai anh support. Vô nè, run này này đập tường. Sự trở dậy của support tem tu mạnh mạnh hẳn. Cô. Bùm. Bùm. Xong. Ồ, đêm thứ 9 cũng khá là ổn áp đấy. Đêm kia nó căng quá, đêm tập trước căng quá, đêm nay chắc có lẽ nó giảm áp lực xíu cho mình thở xíu. Hoặc là nhờ đêm trước đêm này tem này mình mạnh hơn. Ôi quá này, bốn cánh quân. We need some loot, đúng vậy. Chúng ta cần loot. Bốn cánh quân. Hai cánh 4 sao. Yukimura cân một khu được. Yuchi thì chắc cân khu này đi. Storm cân khu này. Tôi cần thêm người. Hai người mạnh nhất tem tôi với cân khu 4 sao. Yuchi à. Hồi Yuchi đứng địa hình ra đánh đợi dễ hơn nè. Hôm nay vậy thì laptop cân khu này. Rồi hôm nay đi bắn yểm trợ. Bắn yểm trợ Yukimura. Tôi cần thêm một người nữa. Hai mình có hai tăng. Mình có một phép. Con này là lai giữa nửa phép nửa đa ha. Nửa phép nửa đâm nửa sa hữu. Nói chung là liên lính cũng mạnh. Đây mình có một người gọi là điêu vô mấy thằng bự con mạnh rồi. Akuset à. 26 à, cú sẹt à. Mình cần cái gì ra? Cần thêm một xã hữu không? Không, tôi nghĩ không cần thêm xã hữu. Tại vì có mấy cái cục này khá là khó chịu cho xã hữu. Chứ mình cần thêm một tăng nữa quá. Hoặc là một phép nữa. Từ để coi bài cộng sản bà cho mình gì. Rejoin. Bà cộng sản cho mình găng tay xịn hơn. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn bà. That's good. That's good. Storm lên cấp. Storm có lẽ là nâng thêm đam. Hoặc nâng thêm chính xác. Đây bây giờ là Akuset là kêu Storm bằng bố. Storm đánh quả này xuyên 100% rồi. Còn Storm quả này không có mana collector. Ok. Đánh xuyên 100% đam rồi. Quả này giờ có lẽ là cần thêm chính xác hoặc là thêm đam. Mình nghĩ thêm đam đi. Quả này Storm mạnh điên hai cái điểm này luôn. Tôi nghĩ là nên cái này. Cái điểm này đi để mình bỏ găng tay, mình kiếm găng tay mạnh hơn. Tại vì nãy giờ tôi bị lấn cấn cái găng tay này, nó có một skill rank. Thì cái này nó có một skill rank dễ đánh hơn. Mà quả này được thêm hai skill rank. Có thể kiếm một cái găng tay mạnh hơn nữa. Ở trong đêm nay. Sáng hôm nay. Rồi. Vi cá thì cứ đam mà đóng vô thôi. Thầy hay già. 10% đam cho vi cá. Đam chí mạng đi. Rồi. Bắn vô thằng bị isolation cộng thêm 40% này rồi. Tỷ lệ chí mạng nãy cũng chưa trên 50. Tôi cần thêm chí mạng. Mana càng mất chí mạng càng cao. Mana càng mất chí mạng càng cao. Chơi chiêu bằng máu. Rồi hoặc là gài đạn. Gài đạn cũng ok. Gài đạn đi. Gài đạn. Yukimura thì cứ máu mà vô thôi. Máu block và vô thôi. 214 máu à. Hộp vô này cộng tới 50 máu luôn á. Vô đi, ngàn máu mới máu đúng không? Tăng khả năng gây choáng. Này cái búa này nãy gây choáng nhiều mà gây choáng cũng ghê nhờ. Mình này tăng thêm 13% gây choáng luôn mà. Tăng sĩ khí. Berlin nó có Berlin có vẻ ngon. Berlin đi. Không mặc giáp cộng với hóa sinh bone. Tạo một cái đường khẩn cấp.
để teleport hero. Đào vô nhà thôi nha anh em, đào vô nhà thôi, tele từ ngoài trận vô nhà thôi, chứ không phải là tele hít tele đâu. Tele cái chiêu đào này, mấy anh tộc người lùn có chiêu đào ảo ma mercenary emergency tunnel đường hầm khẩn cấp. Nhìn cái vẻ khá là ảo ma, đấm 5 thằng còn có sinh bon cũng 25% đam. Cái này cũng ngon, có blink đi, tôi nghĩ là blink cũng ok, hoặc là uống này, tại vì không có chiêu hồi máu nên cũng cần thêm mấy bình máu. Máu đam tăng với 5% máu hiện tại, cái này cũng kinh, cái này nó cũng kinh lắm. Ủa, cái này đáng lẽ phải cộng máu chứ, tại sao cộng mana, cái này đáng lẽ phải đỏ theo luôn chứ. Hồi lên lẹ này, điểm yếu của Yukimura vẫn là tốc độ di chuyển, tôi nghĩ nên nâng bờ lên trước, nâng lên đi, có máy qua còn thoát được khỏi trận trận địa còn sống được. Nè nè, có block collector nè, đánh chí mạng hút máu. Nhưng mà vấn đề là làm gì có chí mạng, vấn đề là không có chí mạng ở đây. Stun chain đi, rồi quả này đấm stun hơi hơi cao đó, tỷ lệ chí mạng, tỷ lệ choáng là 105%. Ok, mình cần cái gì đây? Mubon à, máu nhận vào solation Mubon à, một cái kiếm của Yuchi, một cái găng tay mới cho Storm. Cái búa này bay cũng ok nè. Yukimura, từ từ như tôi chết đồ Yukimura cái, tôi nhớ như có cái cộng đâm lan mà không có đúng không? Skill rank à, không cho cái búa này à, cái búa này xịn rồi, cái búa này xịn rồi, không cần đổi cái búa khác. Có rìu súng rồi, ron phát nữa đi. Đây con tay nè, con tay cộng 3 nè, húp cái con tay này trước đi, không biết lát nữa vô cửa hàng có cái con tay đỏ không, húp cái con tay đó trước đã. Wow, trừ 700 đam cộng 100 kinh nghiệm, cái này cho Storm có lẽ mạnh. Tăng đam ở botulinum 6% trừ 700 đam, cũng coi như là không bị trừ đam mà có thêm acid bone nữa. Momentum 600 momentum Yuchi à, Yuchi chưa có chinh kẹt, thế cho Yuchi đi. Rồi cộng skill rank lại thêm một cái nó ngon. Wow, cái này cũng ngon luôn. Sao giữ cái ngon cái gì? Spawn đi, húp cái này vô trước đi. Focus ring, khiên, nón, Storm. Storm cũng có nón xịn rồi, Yukimura cũng có nón xịn rồi. Cái nón này thì kiếm cái nón nào nhiều tiền nhất đi, lấy cái nón này lên bán đi. Rồi Fist Dam điều chi vậy? Chi đang có cái mũ ở cái này, Solation Dam Duy cá, lấy cái mũ cho Duy cá đi. Rồi Solation Dam không nè. Cái mũ nó chả nhìn nó không hợp với một xã hội thế nào á, đổi mũ này sao thấy đường bắn bro. Tăng cái năng gây chán này chắc cẩm này quá, này ok hơn nè. Tăng khả năng gây chán cho Yukimura đi, Yukimura rồi à? Từ cái có một cái chinh kẹt cho Yuchi đây. Yukimura ô lát hớp vẫn chưa có chinh kẹt à, cộng một skill rank cho Yukimura. À cái này không được, cái này gây tăng khả năng gây choáng không, bán cái này đi. Ơi khoan khoan, ngăn tay này cho, ủa có thêm cái khiên nè, số lấy sần đam
trừ 10% né, ok. Cộng thêm máu, mana regen, mu, trường nỏ, chinh kẹt, 38 isolation dam, tăng chính xác, xì tôm ở ví cá, 35% đam chí mạng. Cái này ngon quá nhờ. Nó đang cộng tới 2 sinh bo lượng. Thôi tôi cỡ đi, 22 máu. Này Immune. Cái hù tiếp theo là cu sẹt đúng không? Rồi. Bán cái đống đi, từ từ cài cái này cho xì tôm đã. Mà khoan đã, mình cần thêm một tân binh nữa. Chắc mình cần thêm một tăng nữa. Nâng cái lên nè. Đẩy lùi kẻ thù về. Tốn 4 dân luôn à. Tiên tri. Đẩy quân đây đúng không? Rồi 7 dân. Đập 2 này đi. Tiền nè. Hồi mana win team. Hồi mana cho Storm. Hồi mana cho Storm, ok. Yuchi khỏi. Yuchi đang cũng mất. Ồ, Yuchi không có giáp. Hồ máu Yuchi. Tăng này lên. Chi mất nhiều máu à? Tầm 80 nhờ. Rồi ok. Thêm một người nữa. Đêm thứ 10 rồi. 279 vàng. Mình cần một người như nào ta? Tôi đang tự hỏi là tôi cần một người như nào đấy. Wanda Ron cái nữa rồi. Hồ 319 nè. Chắc tôi cần thêm một sát hữu nữa. Opportunity Isolation. Chưa có sinh hồi cút luôn. Chưa có sinh bon đấm đá gì. Tôi cần thêm một sát hữu chơi dao. Chắc là vậy rồi. Mà phải có nhánh sát hữu cho độc. Đài 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 ứng cử viên. Còn một chinh kẹt slot. Nhưng mà level chỉ có 7 thôi. Được như này level 9 thì ngon. Rerun phát nữa. Ai biết ứng cử viên tiềm năng đang ở đây. Không có. Ai đây 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 ứng cử viên tiềm năng. Nhưng mà lại tộc người lùng. Sát hữu di chuyển hơi chậm. Hay da. Chúng ta cần đâm tay bro ơi. Vậy cũng được, đánh ngọc phép cũng được. Đánh ngọc phép cũng ok. Ok đánh ngọc phép. Này vô đâm phép, đánh ngọc phép. Không gì hết. Không gì phải căng. Này là thợ săn bọn dĩ giáo nè. Ốc cu tích đúng không? Rồi rồi rồi. Chào mừng sát hữu mới tới với team. Thì đánh ngọc phép là wake up. Wake up đã quay lại. Hỏi. Kiếm cái ngọc phép 304 vàng. Đọc vô đi chán. Hai nhánh này đánh ngọc phép là đúng rồi. Mana tăng đam, tăng mana, tăng mana tăng đam. Đánh vô cái thằng bị cô lập, tăng chí mạng. Mana tăng đam. One by one. One by one. One by one, tăng mana tăng đam. Tăng đam chí mạng à. Gây độc, điều độc gây choáng. Điều độc gây choáng. Sida cho phép độc unit, cũng cho phép Sida này đi. Rồi, Big Game Hunter luôn nè, ngon nè. Legend Daily Assassin nè, hay da, này là West Cup. Cực mạnh. Nhưng mà vấn đề là đồ. Vấn đề là đồ bro à. Không có đồ sao đỡ đồ này trước đi. Cái này là đánh 5 phép. Thêm một người đánh 5 phép nữa. Tăng khả năng gây choáng, bán cái này. Tăng đam. Hút cái này vô. Từ để tôi xem. Gỡ này ra đi. Ok. Bán cái rồ đi. Storm rồi. Vì cá chứ, vì cá cầm cái này rồi. Bán cái đóng ra đi. 300 vàng thì vẫn có thể gọi là đầy. Offhand luôn à. Offhand cũng được. Bán cái này đi. Bán cái này. Kiếm isolation với là đâm phép.
một cái áo giáp đúng không? Bạch cúp, bạch cúp chưa có áo giáp. Này là gì đây? Solation. Hút cái này đi. Ron cái. Ồ. Hút. Hồi ngon ngon. Ồ silver. Ơi da cái này cũng ngon. Cái này hình như ngon hơn. Mà nãy không biết có đủ tiền mua không. Hồi nãy quên chích cái này ngon. Cái này ngon điên. Cái này cộng tới 37% damage solution còn tăng thêm độ uy tín còn đánh còn thêm khả năng gây choáng nữa. Một cái cung đỏ khá ngon cho Storm. Hồi vi cá chứ. Hồi này có vẻ ngon hơn. Không phải ngon hơn mà là cho đồng đội có đòn đánh đã. Này không có áo giáp. Make cấp 7 level. À make cấp chưa nâng nâng này đúng không? Full dam thôi. Đứng ngoài chữ vô thôi. Full dam với mana. Có dam mà lấy xanh lá mới lấy, màu trắng không lấy. Xin bo luôn mạnh vậy. Crit vào. Đam tiếp. Này tập người lùng mà chín mua bon rồi, ổn. Không cần chỉ số phòng thủ đâu, đam vô. 77 đam rồi, mana. Hù, mạnh dữ. Isolation. Mà quên xanh lá mới lấy mà. Đam phép. Này dư tính còn đánh. Tăng lan. Tăng khả năng gây choáng đi. Sinh dương. Tăng độc đi. Lan. Solution ok. Solution tiếp. Mạnh rồi đấy. Kiếm thêm một quả ngọc phép nữa. Này chinh kẹt này cho ai cầm luôn đi. Tăng khả năng gây choáng trừ chính xác cộng 10% chính xác, cầm này đỡ đi. Rồi mình có thêm một sát thủ rồi. Sát thủ thì chắc cho yểm trợ Yuchi đi, tân binh đi theo Yuchi đi, yểm trợ Yuchi. Quả này đứng gì trưởng cam ơi cũng rất là mạnh, không bách cúp đi Yuchi đi. Đây sát thủ đây, hôm nay bắn yểm trợ đây. Tôi tin là lát hớp sẽ cân được khu này, nâng tường lên. Tường level 2 và nâng thêm nỏ cũng được, nâng thêm nỏ đi. Tường ở đây kiên cố nè, nâng thêm vài cái nỏ đi. Một hai season net, season net mấy thằng khứa rồi. Season net này mấy thằng khứa dân bắn cung mà dùng tụi nó nâng cái này lên là season net, là kiểu dày dặn kinh nghiệm ấy. Đậu không mấy thằng vô nhà không bắn. Bắn mấy thằng ngoài làm gì? Trong khi anh em tôi đang lấy thân mình ra che tường thành, nó vẫn bắn mấy thằng ở ngoài. Làm tôi cay quá linh ra. À đủ này mình đoán được hướng quân địch luôn à. À ngon vậy. Đứng đây ổn rồi. À đù. Là bên Yuchi căng, bên Yuchi căng, bên Yuchi căng. Vậy cho hôm nay đi. Bên đây góc này ra đẩy ở đây. Đúng đây. Đúng đây trắng hút này. Bọn này đẩy ra cánh nhỏ à. Hôm nay đẩy ra cánh nhỏ, ra đẩy ba hướng ở đây. Thì nếu vậy thì hôm nay qua đây rỉa phụ đi. Bốn người canh này, này đẩy ba bốn hướng không? Bốn người. Đây có này thôi, ok. Nó gom đây là đẹp anh em, mà nó gom đây là đẹp. Tôi cho thêm hai quả cung này nữa. Đây, ngay đây. Để ở đây luôn đi. Đứng này bắn hết được không? Bắn hết cả thế giới không? Đứng này bắn hết cả thế giới được nếu như bro cho tôi cái tháp canh. Thì phá cục này đi. Để hấp canh ngay đây nè. Hấp canh ngay đây nè. Đó. Nào đứng đi.
Ok. Xây cái góc cái tường này cho thêm một cây nỏ ở đây. Rồi. Ổn rồi đấy. Tôi nhìn lại trận địa một lần nữa. Tôi nghĩ là lách hớp nên đứng đây, tân binh đứng đây đi. Storm đứng đây canh, oh, Storm là ba khu luôn á. Mà khu này đẩy vô mạnh nhất nè. Vì cá bắn yểm trợ mấy thằng rề rề thôi. Mà hớp đứng đây đi. Chung là cái cánh quân này đổ ra là mạnh nhất. Và bên đây Wake Up cẩn thận xíu, Wake Up không có giáp. Không có gì nhảy qua đây được đúng không? Tường này cao quá. Chắc nhảy được. Ok. Ngoài nó băng băng qua cầu, quân nó đẩy qua cũng không mạnh. Mà canh canh là chủ yếu là canh cái bọn qua đây, nó lòn lòn qua đây nè, lòn qua đây. Rồi Yuchi thì Yukimura đứng đây. Bây giờ Yuchi chạy qua yểm trợ. Bên đây là không có tay dài. Bên đây không có tay dài đánh với bọn Akuset cũng khá là phiền. Trong cậy Yuki sự châu bò Yukimura thôi. Căng quá thì cho tay leo qua. Tay leo qua yểm trợ. Rồi trận chiến bắt đầu. Đêm thứ 10. Còn 3 đêm nữa. Đêm thứ 10 này chắc end video anh em ạ. Video khá là dài. Rồi vào đi. Vô đi. I don't want to die. Vậy bro gắn tem mà bro. Một thằng đầu tiên chết. Thằng thứ hai không chết. Đấm vô chi 21 máu. Đấm vô vị trí của Yukimura. Yukimura chửi gì đó tôi không thấy. Yukimura đấm trước. Cút. Cút. Ba giọng lên tụi mày không cút. Có cút chứ. Sao không cút được. Đây, đấm vô đây. Hết action ball luôn. Cái giọng này giọng hai cái mà giọng nó không chết đó chứ. Brick. Máu lên. Chạy đây. Nó đã I feel down mới lên. To go. Vô đây mà giết tao nè. Vô chơi. Giết mang cua sẹt đi. Mang cua sẹt châu khê. Mang cua sẹt châu khê. Mang hàng cua sẹt châu khê. Qua đây. Nó không dính. Lướt lại. Không có đi thêm 2 ô nó mới chết được. Châu dữ mày. Ổn chứ? Ổn. Ok lên. Đâm vô này, đi qua đây. Đâm vô này. Chạy qua đây. Đâm vô này. Bút máu lên. Lui qua đây. Công an cũng sẽ nó hút mana, hút action ball. Ổn. Muốn ổn hơn chắc. Ta leo vào đây mà khỏi khỏi đi. Rồi. Đây đứng đây có vision bắn được mấy này đúng không? Được. Được phá này trước đi. Không chí mạng được ta. Mà đứng này là thấy bắn hết mà. Lo gì mấy này đúng không? Bắn quét map hơi ác. Giết này. Đi lẻ rồi bắn đâu. Nó lẻ đâu. Á đù. Ui. Sao mình lại không bắn được này? Đứng đây có vi sần mà. Kỳ vậy ta. Lúc có mấy cái này ảo á. Rồi lại bắn được cái này. Mà không bắn được này. Kỳ lạ rồi. Tên xài được mỗi đêm xài được 3 lần. Bắn này đi. Bắn là cu sẹt không ta? Cu sẹt thì nó phải cô lập, bắn nó mới phơ được. Giết này trước nè. Một action ball lên. Gồng quả con này chết. Oh, nằm xuống. Người tiếp theo. Đây vi cá đang xả đạn vô đầu tụi nó rất mạnh. Hôm nay một đống sương mù này rất là khó chịu. Đờ quanh
Tao lộn xì tôm. Xì tôm vô đây. Để bóp trước. Búng tay. Búng tay. Chạy qua đây. Tôi sợ đi, cảm giác như là quách cấp không lo được trên kia quá. Cảm giác khá là nguy hiểm. Chỉ vô đây. Chỉ vô đây, lan qua. Ủa, con này không lan được à? Không đánh được. Vô đây. Ok. Mana, bút mana lui ra đây. Flash hop. Chắc cho lát hop qua đây quá. Lát hop qua đây canh đi để wake up qua đây chứ. Mình wake up sợ cân không nổi khu này chứ. Đập vô đây sao? Không được. Giết người trước nè. Đóng hai cái này đi đúng không? Lấy cái tầm nhìn cái. Được, tôi tin quách khúc. Quách khúc sẽ làm được. Đi lại. Hôm nay từ từ. Sợ vãi lên, sợ quách khúc bị giết vãi lên. Ôi. Nó né có 16 à. What. Nó né có 16% à. Nó hớp quá kia đi. Được. Hơi căng. Ủa quên bút đam nữa. Một, hai, ba, bốn. Chỉ là cu sẹt nữa mà. Năm, sáu, bảy. Ồ, hồ mô, năm, sáu rồi. Giết vỡ lóc này nào. Giết, 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 giết. Chạy vào đây. Tại đây qua đây. Rồi, hai người bro ơi. Qua đây tôi lo mấy thằng cho. Đó. Tôi lo được mấy thằng này. Ok. Thêm quả đi. Rồi. À còn cái ốc hen nữa. Rồi ok. Mà sao cho wake up qua đây cũng chợ Storm là đẹp. Đứng đi cũng chợ Storm với lại vì cá. Xem coi cái trận bên đây có gọng nổ mà hai tăng cơ mình có gọng nổ con này. Hình ra tụi nó bỏ qua tăng cơ mình luôn. Mấy mày đồ. Mày có hương vũ chi à. Hình như mấy cái nổ không bắn vô sương mù được hay gì á. Con này nó không bắn ra. Có lẽ là như vậy thật. Để tôi xem xét. Còn wake up nên đi đâu chi viện. Hồ. Hôm nay bắn một thằng thì mạnh chứ mà bắn lia đông gì không hay. Tụi mày đi hơi xa rồi đó. Quay lại đi tụi bay ơi. Vòng 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 quá này, vòng quá này đi. Cười. Bùm. Chịu đây. Đi hơi xa rồi đó. Đó không phải là nhà đâu. Đợi vậy, bụng lóc lên. Chi, giết ai cũng sẹt ra đi. Đồ, trâu dưới mày. Rồi. Giết Gunner luôn đi. Rồi. Máu lên. Về giết Gunner này cái này mà. Không phải giết Gunner, nó thấy con hàng nó sống này nè. Phải không, hay giờ tôi ở lại là đúng là nó đứng này nè. Là tôi thấy rõ ràng. Á đù hụt. Cung. Rồi, lấy tầm nhìn cho nó bắn như cảm giác như là hình như sương mù nó mà không bắn được. Đây ổn. Rồi khỏi chi viện. Rồi điểm danh không? Bút đam cho Wake Up nè, cổ vũ Wake Up trước nè. Vào đây. 1 2 3 4. Chết luôn.
máu sao? Một, hai, ba, bốn. Cút mày, cút. Còn bao nhiêu đội đáy quân của tụi nó nữa? Bay vô được không? Xích qua đây. Mình cút vô đây. Từ đây qua đây. Rồi. Gặp mấy lẻ lẻ đi. Ủa lại hụt nữa. Mình cút bị gì ta? Chỉ số chính xác là 14%, đấm vô này rồi. Này nó né có 16% à. Không qua. Ôi mà đấm dính hơi bị đau á. Ngàn mấy máu. Ngàn mấy máu là đúng là sát thủ nè. Mà chạy qua đây cũng chợ. Lộn. Không đánh được. Không biết quanh vai quanh có bị mất hiệu ứng quanh vai quanh không đúng không? Tại nó đâu điêu đam đâu. Được, dễ sáng này ngon. Cái này có thể lợi dụng được. Này què à, cu sẹt nè. Này phải bung mana ra. Phải bung mana ra. Đấm vô. Cơ chưa? Cười, hút mana vô. Đây, 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 đây. Còn đây. Đấm này sao? Nằm chết không? Ô, ở phê. Cút. Cút. Mày thiếu một đam à. Thiếu hai đam. Thạch vô đây sao? Thạch vô đây hên xui nó chết luôn à. Mà không có tầm nhìn. Giáp lên. Kiểu này luôn đi. Hình xui chết. Ừ. Giờ mấy con chim này một gạt là đi hết. Đấm vô con sẹt đi. Hụt luôn. Bờ râu à. Mày đi điểm danh nó. Không cần đam. Không cần đam. Không cần đam. Nó bắn vô lấy cái opportunity bắn nó phê hơn. Hôm nay gồng thì sao? Gồng có đi không? Chí mạng thì đi. 34%, khó. Cái này bao đi luôn. Cái đó là bao đi. Mày cút. Thằng nào vô nữa? Vô được hơi nhiều. Không sao chắc nó lo được này. À có món này vô được à. Thằng Runner đó nè. Cắn này vô. Chiếc này Runner thì bắn một cái là nó đi. Chứ thằng này khó. Runner thì nó bắn cái đi. Mà cảm giác như cái nỏ này không bắn vô sương mù. Tôi phá cái cục này luôn cho nỏ thấy đường bắn nè. Á đù thiếu đam à. Á đù. Được luôn à. Backup. Backup hết rồi. Backup đấm vô tường thành không. Bỏ qua. Thằng kia nó chạy áo. À đúng rồi, không bắn vô sương mù được đấy mà. Cái nỏ không bắn vô sương mù được. Ồ. Mất miếng tường thành. Tào lao. Vô lý. Vô lý quả này thiệt. Phá này đi. Cút. Giết này luôn đi. Lấy cái cô lập nào không được luôn. Cút mày. Cô lập. Cô lập. Không thiếu lại thiếu đam. Đã thiếu miếng đam. Thôi lo bọn qua đây đi. Mình cúp qua đây cho yểm trợ quá. Bên đây xì tôm lo được mấy thằng này. Ừ. Đánh từ đây qua trước nè. Ủa phê. Có đam. Có đam thì nổ đam vô. Có đam thì nổ đam vô. Mình tôm cân được khúc này luôn á. Đúng rồi. Lộn. Phải tiếp. Cút. Mày cút luôn. Mạnh quá. Tôm giờ đúng là con quái vật. Đép đường hơi bị ác. Nhưng mà gặp mấy hàng bự bự thì hãy kêu đồng đội tới bắn phụ rồi. Chứ gặp mấy hàng bự bự hơi căng. Bự không có đam để sóc nó. Rồi bọn con đây. Bây giờ tụi nó vô được nữa chứ. Không sao còn wake up này nữa. Lắp hôm nay nữa. Đây.
tay le luôn kìa, nó chắc ổn á. Nay bọn này cũng vô được nè, nhất là lần đầu tiên lần này. Này nhiều thằng vô được quá ta. Ủa nào vô được á? À chắc là hai thằng runner này quá. Ủa hai thằng runner cũng đâu vô được nào á? À thằng locker này mình cỡ đi, chạy qua đi, chạy qua đây thì kiếm ra đi, chỉ còn lắc hớp mà hớp hớp đây. Đọc đây à, không gì mà mana xì băm mana ra cho tao biết mình giàu, đấm mày luôn đi. Không được, không được, đợi coi Armageddon không. Từ xuống điểm danh mấy này chứ đã. Một hai ba bốn Armageddon luôn. Không hợp lý lắm. Coi vậy há đù, cắt ngay, bị cắt ngay khúc đó. Quang ra thằng này vô được, thằng này vô được, giết con này đi. 1 2 ok rồi, không nào vô được đúng không? Bữa đây ổn, bữa đây runner chạy vô được rồi, chịu. Bên đây có lẽ là wake up sẽ bị đấm vô khiểu luôn đi. Rồi đây hết rồi đúng không? Yuki và Yukimura. Yukimura đấm mấy này không đam, không có đam lắm. Yukimura chỉ có trâu thôi, có mạnh như chi được. Chi phải lòn lòn cắt mấy con sẹt này giảm áp lực cho Yukimura phát. Mình phải cố gắng sử dụng mấy cái chiêu mình đỡ tốn acid bomb liều bọn này cho nhanh chứ. Đây, chém hai chứ đi. Rồi. Cút qua đây. Cút qua đây. Relentless. Cút vô đây. Mày cút a à, hụt. Há đồ mất hết đam nãy giờ tích luôn. Good bro à. Hot good bro à. Cút. Há đủ thiếu một đam. Thiếu đam luôn á. Đu đây. Chịu. Không có đam. Chịu. Chịu á. Đây bút đơn khơi, chắc nó bỏ qua luôn á, mấy thằng khứa này nó bỏ qua, nó đấm vô từng nhà luôn. Tiếp đi, nó còn hai đợt đẩy quân nữa. Đi zig zag nè, đi thẳng không đi, mà đi thẳng thì mình phải chạy nhà. À cũng sẹt vô tới rồi, đấm vô vị trí của Yuchi, đấm vô vị trí của Yukimura. Yukimura bất khả xâm phạm, nó hút acid bomb của Yukimura. Bên đây đang rất căng, Wake Up phải chạy bên kia yểm trợ rồi, bên này chắc đánh chú đi. Đúng. Đúng. Thương. Đúng. Thêm 2 acid bomb, tay leo đây. Đúng. Ủa tụi ta, có tao ở đây tụi mày dám manh động à. Úp. Không xin hơi được. Dũng chi. Tâm ba này đi. Không không không. Lúc qua đây. Chém qua đây. Chém qua đây.
Biết này. Chạy qua đây. Action ball lên. Lọn đây. Cái này lên. Tâm thằng này. Dứt vô đây, dứt vô đây. Tâm thằng này. Ổn chứ. Qua đây. Ơi, chọn tôi vô đó rồi ơi. Chọn vô chi vô đây. Chi bước qua đây. Chắn từ nhà được. Ôi bọn này nữa nè. Khoan khoan khoan. Mình còn một cái open nữa. Bút đi lẹt lên. Đấm cái này vô đây. Chạy qua đây. Tụi nó vẫn vô được. Mà chắc nó bắn được. Rồi. Vô đây mà hút mấy thằng nhóc. Còn đây. Tiếp mục. Tiếp mục. Bắn chán mấy đi. Lộn. Chán chết một đống. Thằng này chắc khỏi yểm trợ rồi. Cút. 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 Không cần yểm trợ bên đây. Chạy qua đây gặt này. Gặt này. Rồi gặt mấy người lẻ lẻ thôi. Sát thủ á. Sát thủ quét cúp. Một gặt một thằng đi à, cũng sẽ có khi một gặt cũng đi luôn. Quái nhật. Đánh lẻ thì mạnh nha, chứ đánh số đông thì không. Giống như vi cá vậy. Này phải kiếm được một cục ngọc nữa. Đây bây giờ Action Ball nhưng mà không có đồ để đánh nè. Storm. Storm vô đây. Bốn tay, ba này cút. Cút được, chạy qua đây. Ui, bún lộn. Xin lỗi là bún lộn, nhưng mà nó chết rồi. Rồi đấm luôn đi. Đấm không tốn Action Ball mới ngon chứ. Thạch vô. Này là thạch nhũ, thạch nhũ chết cả đám luôn. Qua đây chi viện hôm nay phát. Cút. Thạch vô đây luôn. Pew. Đùng. Chết người luôn. Thằng A cũng xẹt mày đi hơi xa rồi đó. Tới đó mình nên dừng lại rồi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi giết. Chưa 1, 2, 3, 4. Đây cũng là giết nè. Rồi. Rồi. Cút. Đập vô đây luôn. Đó. Ok chưa? Lùi đây. Quên búp đam vô, búp đam vô luôn nè. Muộn rồi. Làm cái đình khỏi đi. Đây, bên này control được. Bên này bọn này chạy vô nổ bắn chết nó rồi. Bên này chắc cũng ổn, đêm nay ổn anh em ơi. Quá sân bon nè. Sân bon của Yukimura đấy. Ây da, mấy thằng dơ bay bay, nó bay vô tới nhà luôn rồi. Tưởng trên kia ổn nhưng mà không. Cái nhà này tội nghiệp nhà dân này quá. Nằm ngoài rìa biên giới. Ý, nó không đắp được à. Ai đó xử nó đi. Đặt để quân cuối cùng của nó rồi. Chi mà lòn ở đây cũng xa vãi ra. Nhưng mà được. Mà cũng sẽ sao. Ta leo đây nè. Ồ còn hang khốn nạn này nữa. Chi viện. Yêu cầu chi viện. Ai chi viện được đây. Ở đây 4 người luôn. Bóc 1 người bên kia đi. Nhảy xuống đây nè. Tại đây đâu đây. Chuyển qua đây. Đó. Di chuyển như một vị thần. Cút mày. Chưa có vision. Điểm danh. Mày cút. Mày cút. Tiếp theo là mày. Cút à, đủ thiếu đam. Lại thiếu vision. Vision. Chạy ra đây. Bắn ra đi.
không cần quy sinh luôn. À đồ thiếu mua bon. Ta leo đây. Đây nhánh này không xài nhiều nhiều mana quá. Rồi không giết được này. Cút. Cút. Ta leo đây. Nhà không có gì ngoài máu à. Nhà không có gì ngoài máu. Số 8. Lộn. Bút máu lên. Giáp lên. Khỏi. Giọng cái này vô lưu. Máu lên. Còn cái búa nè. Ăn búa vô mày. Ta leo đây đúng không? Thôi khỏi đi. Đừng manh động quá. Yêu chi. Thằng này chắc nổ bắn chết. Qua đây. Lướt qua này. Giết thằng này. Cút mày, chạy qua đây giết nữa đi. Rồi. Mana lên. Chạy qua đấm mà cu sẹt này luôn ta. Mình đang có 2 acid ball. Cút mày. Mình chắc không đấm chết được này rồi. Chạy qua đi. Luôn đây. Ok. Ở trận địa bên đó thì khá là ổn rồi. Bên đây thì Quách Cúc qua đây chơi với mày đi. Mày cút. Hai thằng cút. Ba thằng cút. Thằng cút xịt cút nữa không? Ủa cái xịt trông thế. Chắc đang không cô lập. Đúng rồi nó không cô lập nên nó mới trâu vậy. Chứ nó cô lập là nó đấm. Đấm cũng được gần 900 đam. Do nó không cô lập anh em à. Vậy thì phải chữa một quả camo đây rồi. Bum. Mày không cô lập hả? Thì mày phải cô lập thôi. Đứng trước Quét cúp mà mày phải nằm xuống hết. Quỳ xuống. Sát thủ này hơi lực. Hết action ball. Bị gọi là hết đồ chơi. Vẫn còn giữ một action ball đây. Này mấy này chạy vô cho nổ bắn chết nó. Góc bên đây. Lát hớp. Lát hớp mà Megadon. Bút đam vô đây trước nè. Là quá mang gia đình đi. Những mana nhiều đó làm gì. Đã. Bụt. Mày chết rồi. Rồi. Bụt. Còn gì nữa không? Xong. Vị trí của lát hớp ok. Mày cút. Rồi. Còn này vô được nè. Đấm vô này luôn đi. Cút này quát chơi. Thiên nạp thì sao? Điện thì sao? 4 action ball nè. Muốn liều con này cũng khó. Chúng ta vô. Ồ, OP. Chỉ đoan đây. Điều đây. Bớt mẹ cũng sẽ đi. Ừ. Và cũng sẽ đi không hút hết action ball lại toan. Tại đây là đây. Hết đúng không? Storm lại được hồi. Storm lại được hồi thì mày chết. Rồi. Người tiếp theo. Tiếp đi. 72 thằng. Yukimura còn. Hầu Wake Cup à. Hầu Wake Cup chịu. Wake Cup chắc cân được con này. Rồi coi ai cũng sẽ làm gì. Rồi không nào đụng vô tường thành hết. Không mana. Tao không cần mana để mạnh đâu. Mày cứ đánh thoải mái đánh vô vị trí vô kêu ra. Đứng giữa trận địa gọi là bất của mày nó tử trừ khi bút kỳ ra. Bút kỳ ra mới căng thôi. Đây, chỉ tay đây.
Ok. Mày cốt. Bay. Ổn nhờ. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Rồi giết đi. Bên kia nổ bắn chết rồi. Trên góc này. Chuyển qua đi gãy phép. Ô gãy phép. Hết action ball. 1 2. Mày cút. Rồi ok. Ba này chắc ba cái nỏ là bắn chết thôi. Storm đây. Còn xíu. Chạy đây. 4 hang này. Bắn chết này. Này chắc chạy vô nỏ bắn chết nó. Này giờ bị lóc không? Không bị lóc vision. Đấm vô không chết. Đấm vô chết luôn để mình tân binh West Cup đây gánh hết đống này luôn hả? Được luôn á chứ. Này không có silo nha. Giết này đi. Ồ, một gạt đi luôn. Má mạnh quá. Mạnh quá. Này trưởng hai hàng à. Con này nó không xếp hàng ngon được. Này chắc chịu hồi à. Chịu hồi với cá về quá. Vô đây búng tay nữa rồi. Lộn rồi, nói chung là vẫn chơi được mấy này. Bò lóc của mày, cốt. Mấy người thân mình chơi từng thành không? Chắc phải chịu một người giờ rồi. Con đang bắn phụ xíu. Với là cu sẹt trước đi. Ba trăm máu à. Ăn cái gồng này đi mày. Ăn cái gồng vô. Cốt, mà không chết. Không chết. Không chết. Ờ hộp lụm lùn tao đây qua đây súng bắn này đi gài đạn vô đạn vô muốn quá xin bon á đù hết mua bon rồi hết mua bon không phó cợt được không khó cợt được bắn này cũng được. Rồi vậy đi. Giảm áp lực đường xíu. Yukimura. Yukimura và tấm khiên của nãy. Tung. Chạy đây. Tung. Chạy đây. Tung tung. Bong. Mũi khiên. Hết bu bon rồi. Ta leo đây. Leo đây chắc lên được thêm một action ball nữa. Còn chậu quả thương đi. Tung. Regen cao mà. Đấm vô này luôn, vô chi. Giết mấy hàng còn lại đi. Thằng này đứng đây khó chịu vậy. Thằng này khó chịu nè. Regen lẹt lên. Chuyển qua đây. Không có na lại. Dí mày tới chết. Đụng được vô mày là mày chết. Chắc chắn là đụng được rồi. Cút. Bước qua đây. Dí thằng này. Cút, rộn đây xong hết. Còn 12 thằng. Kết thúc trận chiến này thôi anh em à. Ôi bắn này nè. Shit. Cung này nó không biết nên dồn với cái thằng nào nữa. Nãy ban này dồn vô này nó tường thành nó mất máu đâu. Thế mà gọi là tinh nhạy à. Đề nghị nhà làm game nâng cấp lên xíu. Kiểu mình cũng không có yêu cầu nó được ấy. Không có cách nào để chỉ tay với bọn cung là mày nên bắn thằng này. Ok. Còn thằng nữa đâu? À đây. Trẻ lạc nè. Lứt. Hai đêm nữa luôn boss. Ok. Ô lên level 9 ba người có anti Storm có chiêu cuối luôn rồi. Quá hay để tập sau lo hậu cần đi. Này dài rồi anh em à.
dài rồi. Quá đã luôn. Nói chung là quả sao Yuchi là có chiêu cuối là có boom nè. Boom là chọn momentum vô nó nổ lan qua mấy thằng khác. Nổ lan qua mấy thằng kế bên. Nói chung là Lý Lính cũng sẽ mạnh hơn. Như cái chiêu mà L đâm 3 á, đâm 3 chết. Nổ đang đam lan qua mấy thằng khác thêm cái big game hunter. Được thì nâng cái big game hunter trước cũng được để xem kẻ thù như nào, có bất kỳ. Giờ tôi sẽ nâng big game hunter trước. Mà tôi nói tập này chứ tập sau thì tôi quên. Không mà kể nữa, tập sau lo. Cầu cho là nhớ. Hạng bích kỳ đây thì nâng bích game hunter trước, đừng nâng lê lính. Mà lính cũng đông ấy, 187 thằng. Ok. Thôi thì hôm nay video tới đây thôi anh em à. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu này thích hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau. Ở sau 2 đẩy cánh 4. Cánh 4 ok. Rồi tạm biệt anh em.